cái nghiệp gì nó hình thành á là do cái chúng ta có khởi ý nó mới hình thành được cái nghiệp đó. Thì chúng ta có khởi cái ý nghiệp, cho nên một niệm thôi thì chúng ta thọ thân người. Một niệm đó là gì? Bất cứ niệm gì. Nhưng mà cái niệm chính yếu là gì? Ái. Ái là gì? Tức là chúng ta đắm chìm trong tình thương. Vì cho nên cái câu chúng ta thường nghe đó: ái bất trọng, bất sanh ta bà. Niệm bất nhất, bất sanh tịnh độ. Nếu mình niệm Phật mà tâm không tinh chuyên thì khó sanh tịnh độ. Còn nếu mà cái nghiệp ái luyến của chúng ta không có nặng thì chúng ta không có ở cõi ta bà này. Đó là một niệm chứ gì nữa, thấy không? Cho nên á, ái bất trọng bất sinh ta bà, niệm bất nhất bất sanh tịnh độ. Mà tất cả mọi sự trôi lăn khổ đau nhất của chúng ta là gì? Ái luyến. Bây giờ mình nói ví dụ thôi. Ví dụ như bây giờ á, mình vẫn còn đi chùa làm công quả, gắn bó với chùa, mình vẫn hiểu đạo, mình vẫn hiểu đi chùa là làm công quả tạo phước cho chính mình, vân vân. Nhưng mà nói cho cùng nhất, mình có tình cảm với các thầy trong chùa không? Mình mới đi chứ. Ví dụ mình kính thầy trụ trì đó, mình thương thiệu trì đó, cho nên mình mới tới mình phụ với thầy. Đó là mình nói sự thật. Hay là bây giờ mình ở nhà mình nấu ăn, mình làm hết sức mình đem vô, cũng có trong đó, ngoài cái tâm cung kính, nó có tình thương. Không có tình thương đâu khe, đâu có làm gì, phải không? Nhưng mà trong tình thương đó, nếu mình dính mắt, ví dụ giờ mình đem đó mình cho xong, mình mới vừa đưa cái ông xây qua, cái ông đưa cho người khác ăn, trời ơi mình giận cành không, từ đó về sau không bao giờ nấu nữa. Như vậy là trong cái việc làm đó mình có cái tình thương mà hơi riêng tư chút. Cho nên là hễ mà mình bắt buộc là mình cho thầy cái đó là thầy phải ăn, thầy phải dùng, thầy đưa cho người khác là mình buồn. Còn nếu như mình đơn giản nè, mình đã cúng cho thầy rồi, còn thầy muốn cúng cho ai đó tùy thầy, ra mình khỏe. Như hồi nãy đó Phật nói không, quý vị đang trên đường đem đồ cúng dường tôi, mà trên đường đi gặp con chó đói, mình cho con chó đói nó ăn, công đức vẫn bằng với cúng Phật. Mình khởi bằng cái lòng từ mà, chứ mình không có nghĩ rằng mình cho Phật có phước hơn. Thí dụ như bây giờ á, Phật không có mình cúng, cũng có người khác cúng, mà con chó đói bên đường á, không có ai cho nó ăn. Mà nếu mà vì thương con chó đói đó mình cho nó ăn thì công đức của mình cho con chó đói ăn và công đức cúng cho Phật ngang bằng với nhau. Hồi trước mình học đó, không? Cho nên á, cái ái á, thì thật sự ra mình nói cho cùng là ai cũng phải có. Nhưng có điều là nặng hay nhẹ, và cái ái đó mình dễ thoát không? Ví dụ mình có khởi chút hơi hờn, giận chưa, hờn thôi, cái suy nghĩ lại, nói thôi thầy sống được như vậy mình phải học cái hạnh đó. Lẽ ra mình nghĩ ngược lại, mình phải học cái hạnh không có dính mắc, tức là cái tình thương của thầy đối với mọi người nó rộng hơn. Hay là bây giờ ví dụ mình đem cho má mình một cái áo, một cái gì đó, mình mới vừa đưa cho má xong, má xây qua má cho anh ba, anh hai, chị Út, chị Năm gì đó, mình giận. Mà gặp mình cho cái người mình không ưa nữa, mình còn giận dữ nữa. Mình không ưa một cái người em, người chị nào của mình, mà giờ má lại cho cái người đó là mình càng tức hơn nữa, thì mình lại buồn bà già, mình giận bà già thì tội không? Lẽ ra mình phải thấy quả thật là tình mẹ. Hay là thậm chí cái người kia mới vừa hỗn với má đó, làm má buồn tuần rồi đó, vậy mà tuần này chạy tới năn nỉ má giúp đỡ, má vẫn làm. Thì mình phải thấy, lẽ ra mình phải thấy ngược lại là cái tình rộng lớn của cha mẹ. Cho nên ở nơi người mình có thể học được một cái bài học là thân giáo. Và có những bài học nó nghịch với cái ý mình, nó hoàn toàn nó không đúng ý mình muốn, nhưng mà mình làm được việc đó không? Mình làm được. Người mình không ưa là nhìn cũng thèm nhìn, chứ đừng nói là chào hỏi hay là cho ăn. Vậy mà cái người đó vẫn làm được, thí dụ vậy. Cho nên thay vì mình giận thì mình lại ngược lại, mình thấy rằng cái tình rộng lớn đó.
Cho nên một ý niệm tạo thành thân người, thân người đã thành tựu có vô lượng ý, phải không? Một ý niệm ái thọ thân. Nhưng mà khi một khi thọ thân rồi thì vô lượng ý nó sanh. Ngồi tụng có một thời kinh thôi mà ôi cha, nó vủa văng đủ thứ ý niệm hết. Lát này, lát kia, lát nọ, nó khởi lên liên tục. Ý đầu tiên tạo thành tức là lành. Thân đã thành tựu thì được hai quả báo lành và không lành xen tạp. Khi mà mình có thân người rồi thì quả thật đời sống của mình thiện và ác nó xen lẫn. Thiện ác nó xen lẫn. Có nhiều khi mình mới vừa xoay qua đây mình nói lời thật lành, nhưng mà mình xoay qua một cái người mình không thích, mình nói một lời thật dữ. Cho nên chỉ có thể trong cái tích tắc mà mình đã có hai cái thái độ, hai cái cách sống, hai cái lời nói. Cho nên lành và không lành nó xen lẫn với nhau trong cuộc sống của chúng ta. Các cõi trời, cõi người cũng vậy. Chúng sanh ở địa ngục do ác ý, do cái ý ác mà đúc thành thân. Thân đã thành rồi đều là hung ác. Súc sanh ngạ quỷ cũng do ác ý mà hình thành. Thân sau khi thành được quả không thuần, túy và ác. Trong thân trung ấm của thiện, ác do lành giữ đúc thành thân. Thân đã thành tựu đều được kết quả tạp thiện và bất thiện. Cái thân này mình thọ thân này, rồi trong cái thân này mình sanh những cái ý tưởng lành thiện xen lẫn. Rồi thậm chí khi mình thọ thân trung ấm, quý vị biết thân trung ấm là thân gì không? Thân trung ấm là cái thân sau khi mình chết. Cái thân mình đang hiện đây nè, cái thân mình đang có này nè, thân này gọi là thân tiền ấm. Ấm này là gì? Ấm này không phải là ấm cúng ngược với lạnh. Chữ ấm này là sự kết hợp sắc, thọ, tưởng, hành. Cái gì nó tạm kết lại để nó hình thành. Thí dụ như cái bàn này nè, cũng là một hình, một sắc uẩn, sắc ấm. Thân này cũng là sắc ấm. Thì cái thân mà chúng ta thọ, khi mình mất rồi á, mình thọ một cái thân, thì cái thân đó là thân trung ấm, chưa đi tái sinh, nhưng mà cũng không còn là thân của con người. Cái thân đó ở khoảng giữa, thì trong thần khoảng giữa đó gọi là thân trung ấm. Thì cái thân trung ấm này á, mình thọ cái thân này thì cái thân này nó được theo cái quan niệm của các vị, một số các vị, thì cái thân này mình chỉ tồn tại trong khoảng thời gian 49 ngày. Cho mình mới có cái vụ cúng thất đó. Nói cái thân đó. Cho nên thân trung ấm của thiện ác do lành giữ đúc thành. Từ khi mới tượng hình cho đến khi già cũng được quả báo tạp, cũng được quả báo tạp. Từ lúc mình là một đứa nhỏ cho đến mình già thì quả thật là mình hưởng quả báo. Quả báo tức là những cái báo lành, báo không lành tạp, xen tạp. Ví dụ mình đi ra đường ai cũng thương, mà ở nhà con cái mình không thương mình, thì người ta thương mình cũng là một quả báo, và con cái không thương mình cũng là một quả báo. Bây giờ quý vị nghĩ có phải trong cuộc sống của mình là quả báo lành thiện nó xen tạp không? Mình được người này thương, được bị người kia ghét, rồi bị người kia ghét lại được người kia thương. Rồi có khi mình rất thành công trên thương trường, nhưng mà rất đau khổ trong tình trường, xen tạp với nhau hết. Và tất cả dù lành thiện đều gọi là quả báo hết. Cho nên đừng có lầm cái chữ quả báo nghĩa là xấu. Quả báo nghĩa là cái kết quả mà chúng ta đang thọ nhận, và kết quả đó tốt hay xấu mà thôi. Ví dụ như mình đau chân, giờ uống thuốc đi bác sĩ hoài không hết. Thì tự nhiên tình cờ mình theo phương pháp lại Phật,
mỗi ngày lại 30 phút. Lại đâu chừng có tháng sau mà hết đau chân nào cũng hay. Thì lúc đó mình mới phát hiện, ồ, tôi hết đau chân là nhờ quả báo lại Phật. Lại Phật mỗi tối exercise, đứng lên đứng xuống, máu huyết lưu thông, gân cốt di chuyển, cho nên những cái khớp đau đó nó hết rồi. Thì hết đau đó cũng là một quả báo, nhưng mà quả báo lành. Kinh nói có bốn thứ nghiệp. Trong kinh nói có bốn thứ nghiệp: nghiệp đen thọ quả báo đen, nghiệp trắng thọ quả báo trắng, nghiệp xen tạp không được thuần, nghiệp không đen không trắng, nghiệp ấy không có quả báo. Thưa đại chúng, Phật dạy trong kinh đó có bốn loại nghiệp. Thật sự nghiệp nhiều lắm, có khi nói 12 loại nghiệp, có khi nói hai loại nghiệp. Thí dụ nói hai loại nghiệp là nghiệp đen, nghiệp trắng. Rồi có khi nói 12 loại nghiệp là nhiều thứ nữa. Rồi có khi nói bốn nghiệp. Bốn nghiệp là gì? Một á, là nghiệp đen đưa đến quả báo đen, nghiệp trắng đưa đến quả báo trắng, nghiệp đen trắng đưa đến quả báo đen trắng, nghiệp không đen không trắng đưa đến quả báo không đen không trắng, đưa đến đoạn tận các nghiệp. Bây giờ mình giải thích thế nào gọi là nghiệp đen đưa đến quả báo đen. Nghĩa là thân mình làm ác, miệng mình làm ác, ý mình suy nghĩ ác. Ba nghiệp thân, miệng, ý. Mà đại chúng có nhớ ba cái chỗ thân, miệng, ý này tạo thành mấy nghiệp không? Mới. Thân thì có ba nghiệp: sát sanh, trộm cắp, tà hạnh. Miệng thì có bốn nghiệp: nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời thô ác, nói lời vô ích. Ý có ba lỗi: tham, sân, si. Hay là nói cách khác là si nghĩa là không có cái chánh kiến đó, bị tà kiến đó. Thì 10 cái này, nếu như mà 10 cái này nó tạo cái nhân xấu thì nó gọi là nghiệp đen, thì cái quả của nó là quả báo đen. Cho nên gọi là nghiệp đen đưa đến quả báo đen. Bây giờ ngược lại, mình không làm điều xấu, mình làm điều thiện, cũng ba nghiệp này nha, cũng thân, miệng, ý. Nhưng mà thân á, không sát sanh mà phóng sanh, không trộm cắp mà bố thí, không tà hạnh mà chánh hạnh. Miệng làm bốn điều lành: không nói dối mà nói lời thật, không nói đâm thọc mà nói lời hòa giải, không chửi rủa mắng nhiếc mà nói lời hiền lành, không nói lời vô ích mà luôn luôn nói lời có ích. Ý bố thí để giảm tham, quán từ bi để giảm sân, hay là quán bất tịnh để giảm tham, hay là quán vô thường để giảm tham, hay là quán từ bi, quán vô thường để giảm sân, vừa rồi quán nhân duyên để tăng trưởng trí tuệ mà xóa dần đi cái vô minh. Tại vì tất cả đều do duyên hết á. Mình không rõ cái duyên cho nên mình mới chấp, mình mới buồn, mới giận. Còn nếu mình thấy rõ các cái duyên nó có mặt rồi á, thì mình giảm đi một phần vô minh. Mà hễ vô minh giảm chừng nào thì trí tuệ sanh chừng đó, thì hết si mê. Cho nên nhờ như vậy thì mình tạo nghiệp quả, nghiệp trắng đến quả báo trắng. Bây giờ á, mình tạo một cái gọi là người làm ác lẫn thiện, tốt xấu xen lẫn nhau, tức là thân hành khẩu hành. Cái miệng mình có nói tốt không? Nhưng mà có nói bậy bạ không? Có, xen lẫn. Cho nên rồi thỉnh thoảng mình cũng bị cái nghiệp xen lẫn. Có nhiều khi mình nói tốt mà bị người ta hiểu lầm. Đó là nghiệp xen lẫn, thấy không? Rồi có nhiều khi mình làm tốt, mình làm thiện mà bị người ta hiểu lầm, ta chửi một trận. Đó, thành thử ra. Hoặc là có nhiều khi mình làm lành, mình làm ơn, nhưng mà trở lại người ta oán mình. Mình hay gọi là làm ơn mắc oán, xen lẫn. Tại vì sao? Tại vì mình đã từng tạo cái nghiệp xen lẫn như thế. Ví dụ như mình giả bộ mình khen người ta, nhưng mà trong cái khen đó, cái ý của mình có trong đó là muốn chê.
Hoặc là mình giả bộ mình giới thiệu hay gì đó, nhưng mà thật sự mình muốn phô trương cái xấu cho người ta biết. Trong cái lời nói thiện có thể xen lẫn cái ý xấu. Cái lời khen của mình nó có thể xen lẫn một cái tâm ý khác. Cho nên đời sống hiện tại của chúng ta đây thỉnh thoảng cũng bị những cái trường hợp như vậy. Thỉnh thoảng là mình thiệt tốt mà bị người ta nghĩ là mình thiệt xấu. Tại vì sao? Tại vì hàng ngày của chúng ta thỉnh thoảng, ví dụ như giờ á, mình ghét cái người đó lắm, nhưng mình thấy má nó tới cái mình giả bộ: con khỏe không, con ăn cơm chưa con, trời ơi cô định nấu cơm cho con ăn. Mà hồi nãy nó vô nó ăn, mình định mình đuổi nó đi, mà mình gặp má nó một cái bắt đầu mình biểu lộ cách khác. Thật ra trong cái nghiệp, trong cái hành xử của mình mỗi ngày nó xen với nhau. Hoặc là nhiều khi mình nói một cái lời rất là ngọt, nhưng mà trong cái ngọt đó mình nghiến răng, gọi là gì, cay đắng ở trong đó, thì cái nghiệp của chúng ta, cái quả của chúng ta là chúng ta cũng gặp cái quả báo xen lẫn như thế. Cho nên nói là Đức Phật nói có một cái loại nghiệp gọi là nghiệp đen trắng, nhận quả báo đen trắng. Rồi cái nghiệp thứ tư là gì? Cái nghiệp thứ tư này là cái ý chí muốn xóa bỏ tất cả thứ nghiệp. Đây là một loại lành nha. Ý chí, nghiệp là nghiệp lành, là cái ý chí muốn đoạn tận các nghiệp. Ý chí muốn đoạn tận các nghiệp là gì? Nghĩa là chúng ta không có dám, cái việc gì nó đến chúng ta tiếp nhận mà chúng ta không dám khởi. Những cái thí dụ bây giờ mình thấy người ta làm điều đó, mình không biết là đúng hay sai, thì thôi đừng có khởi cái ý chỉ trích hay là mình phán đoán. Đó cũng là một loại nghiệp. Lâu ngày nó thành một cái nghiệp là chỉ trích, luận nghị, phán đoán mà mình chưa rõ vấn đề. Thì bây giờ phải có ý chí dừng tất cả các nghiệp đó. Dù mình phán đoán tốt cũng không nên, vì mình cũng chưa chắc. Dù mình phán đoán tốt còn chưa chắc thì huống chi là chúng ta phán đoán cái xấu. Ví dụ bây giờ mình có một cái ý chí là khi mà mình, một khi mình đã tu tập thì mình không nói lỗi của tứ chúng. Đây là một trong giới của Bồ Tát. Nói lỗi tứ chúng là nói lỗi của ai? Tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ. Vậy mình sẽ đặt một câu hỏi: tại sao lỗi mà không cho nói? Mình đã là Bồ Tát thì mình thấy người ta lỗi á, mình phải khởi tâm thương nhiều hơn là mình khởi cái tâm gọi là chỉ trích nói xấu. Nhưng mà thứ hai nữa đó, ở đây cái phần giới này là thuộc về cho mình. Mình nên nhìn thấy mình hơn là mình thấy người khác. Huống chi á, mình mới vào, mình chưa biết gì hết thì mình đã vội vàng phán xét, điều đó lại càng sai. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ Pháp Hòa mới vừa tu, mới vô trong đạo, đầu hôm sớm mai chưa biết gì hết, nhưng mà làm như là mình rành rẽ lắm. Mình đi phán xét thầy này, đi phán xét thầy kia, ai sai ai quấy, mình nói tùm lum tà la hết, mà rốt cuộc mình ra gì hết. Thì cái đó là cũng là một cái mà mình tự mình tạo một cái nghiệp không lành cho mình. Chứ phải có cái ý chí mình phát nguyện: con là người mới tu, con xin học hạnh khiêm cung, con xin học hạnh gọi là gì, hết lòng trong mọi công việc để con tạo cái phước cho con. Thưa đại chúng, cái nghiệp mà còn á, cũng giống như bệnh mà mình chưa hết bệnh á, thì ra gió là bệnh liền à. Cho nên nghiệp mà hết á, thì cũng giống như người mà được khỏe vậy đó. Mình khỏe trong người rồi á, ăn cái gì cũng không sao, ra trời lạnh cũng chẳng sao. Mà mình không khỏe trong người rồi á, thì nó cứ ớn ớn lạnh lạnh là bước ra gió là bệnh liền. Cho nên cái nghiệp thứ tư đây là gì? Đó là nơi đó có sự đoạn tận nghiệp đen, nghiệp trắng, nghiệp không đen không trắng, đưa đến đoạn tận các nghiệp. Đức Phật nói có bốn loại nghiệp. Thì ở trong này mới dạy á, trong kinh mới dạy á, kinh nói có bốn thứ nghiệp đó mà Pháp Hòa vừa đọc cho đại chúng nghe đó.
nghiệp đen báo đen tức là địa ngục, nghiệp trắng báo trắng ấy là cõi sắc, tạp nghiệp báo là trời trong cõi dục. Người, các loài súc sanh, ngạ quỷ không trắng không đen là nghiệp báo, tức là vô lậu. Ở đây Đức Phật đưa những cái hình ảnh thế nào gọi là nghiệp đen. Nghiệp đen tức là địa ngục. Thế nào là nghiệp trắng tức là cõi sắc. Cõi của mình có phải là cõi sắc không? Có. Cõi mình là cõi sắc mà cũng cõi dục nữa. Có sắc cho nên mình mới khởi tâm ý thích. Cho nên cõi này, cõi của chúng ta đang ở đó cũng được gọi là cõi dục. Vì tất cả mọi sự cái mà chúng ta có được là do gì? Do mình muốn mới có. Thì cái chữ dục nghĩa là muốn thôi chứ không có gì vậy đó. Mà bất cứ mình muốn hình thức nào, mà muốn cái nào cũng đều là cái nhân của khổ hết. Thí dụ thôi, bây giờ mình thấy trời ơi tôi muốn đi chùa quá mà không ai chở đi hết. Hay là giờ tôi muốn tu quá mà bị cản trở. Thì thật sự ra cái muốn đó cũng tốt, nhưng mà hễ chúng ta còn khởi một cái muốn nào mà không được, cái ít nhiều cũng có một chút buồn hờn ở trong đó. Tạp nghiệp, tạp báo là trời trong cõi dục. Không trắng không đen, không có nghiệp báo, tức là vô lậu. Vô lậu là gì? Tức là mình không còn những cái phiền não. Thiện nam tử, nếu người không hiểu nghiệp duyên như trên thì nhiều đời bị trôi lăn trong sanh tử. Tại sao? Vì người không hiểu nhân duyên của nghiệp như vậy, mặc dù sanh lên cõi trời như là trời phi tưởng phi phi tưởng, sống lâu đến 8 muôn kiếp, khi hết phước cũng vẫn lại đọa trong 3 đường dữ. Chúng ta có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Thì trong 4 tầng thiền này á, cũng phải có định nó mới chứng được thiền. Rồi sau khi 4 thứ định, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì chúng ta có 4 cái nữa gọi là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ. 4 cái đó thường người ta gọi là tứ thiền bát định. Bát định có nghĩa là định của sơ thiền, định của nhị thiền, định của tam thiền, định của tứ thiền, rồi sâu hơn nữa là định của không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vân vân. Thì bây giờ cho, nhưng mà cái chỗ mà chúng ta chứng được á, lên tới cái thiền kia đó, mình ở một cái quốc độ mà sống tới mấy ngàn tuổi, sống tới 8 muôn kiếp. Nhưng mà nghe 8 muôn kiếp cũng quá trời nhiều luôn, nhưng mà thủy chung cũng còn có hạn lượng, phải không? Cho nên hết phước rồi thì cũng rớt. Ví dụ như á, hồi đó người ta xây một cái tầng lầu, bây giờ mình nói ví dụ như cách đây khoảng 30 năm, thì cái West Edmonton Mall của mình á, được mệnh danh là cái mall lớn nhất thế giới. Thế thì sau thời gian sau cái thì có những cái mall nó xây lớn hơn, cái lúc này bắt mình lùi lại, nó lớn nhất Bắc Mỹ. Rồi bây giờ có những cái mall nó lớn hơn nữa, thì có thể mình nói nó lớn ở trong Canada thôi, thí dụ vậy đó. Cho nên cho dù lớn cỡ nào đi nữa, nó cũng có cái hạn lượng của nó. Thiện nam tử, tất cả những khuôn đúc vẽ vời không chi hơn ý nghiệp. Ý thì vẽ phiền não, phiền não họa ra nghiệp. Đây là Đức Phật đang nói cho mình biết cái cách đó nha, cái cách mình tạo nghiệp bằng hình thức nào đó. Đọc lại nha. Tất cả những khuôn đúc vẽ vời không chi hơn ý nghiệp. Ý thì vẽ phiền não tạo ra nghiệp. Bây giờ mình ví dụ, cái ý mình nghĩ về cái điều đó thì nó mới có click vô đó. Nếu mình dừng ngay đó là mình không tiếp tục. Nhưng mà khi mà thường thường á, mình suy diễn ngay chỗ đó rồi bắt đầu mình vẽ thêm. Tôi biết chắc á, bữa nay nó tới nó sẽ làm này làm kia, mình vẽ ra. Thì cuối cùng mình vẽ ra một cái hình ảnh mà mình chưa biết, biết người ta có làm không, nhưng mà tự mình đã hình thành một cái khuôn hình rồi đó.
mình đã vẽ thành một cái khuôn nghiệp rồi đó. Cho nên ý thì vẽ phiền não, mà một khi mà phiền não mà nó có rồi thì cái gì nó sanh? Nghiệp nó sanh. Tại vì phiền não là nhất định phải suy, phải làm theo cái phiền não của mình. Cho nên mình tụng cái bài á, nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não. Bây giờ tam chướng là gì? Là báo chướng, phiền não chướng và nghiệp chướng. Hay nói cách khác là nghiệp phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng. Vì mình có phiền não cho nên tạo ra nghiệp, vì tạo nghiệp hình thành cho nên gặp quả báo. Cho nên báo chướng nghĩa là những quả báo bây giờ nó trở ngại mình. Thì bây giờ ba chướng là gì? Pháp Hòa nhắc lại ha, ba chướng là phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng. Nói một cách dễ hiểu, vì có phiền não cho nên đã hành xử theo cái nghiệp đó, đã hành xử theo cái phiền não đó là thành nghiệp. Mà một khi nghiệp mà hình thành á, thì mình nhất định phải lãnh quả báo. Thì cái quả đó, cái báo đó nó sẽ trở ngại cho mình. Cho nên một khi mà phiền não họa ra nghiệp, nghiệp họa ra thân, vì điều kiện tham ái nên sắc đẹp, tiếng hay, cử chỉ chỉnh đốn, vì nhân duyên giận dữ nên sắc xấu, tiếng thô, bộ tịch, sớn sát, ngu mê, cũng như giận si, cũng như thế. Ở đây mới nói á, bây giờ nghiệp ra làm sao? Nghiệp họa ra thân, vì điều kiện tham ái. Nếu mà mình khát khá một chút á, thì tạo ra cái nhân, cử chỉ, tiếng sắc đẹp, tiếng hay, cử chỉ. Còn nếu mình dở một chút á, thì mình giận, cũng đều là nghiệp thôi. Bây giờ ví dụ bây giờ mình mục đích mình muốn cái đó, cái mình cũng tạo nghiệp. Nhưng mà nghiệp của mình là nghiệp nhẹ nhàng gì đó, cho nên rồi mình cũng tạo ra cái hình sắc. Còn nếu mà dở một chút thì mình lộ ra cái hình sắc, tiếng nói, bộ tịch, giận dữ, si mê cũng giống thế. Trong nhiều thế giới có 136 địa ngục, vô lượng súc sanh, vô số ngạ quỷ, đều nhân sự tác động tạo thành. Nhân thiên cũng thế, vô lượng chúng sanh sẽ được giải thoát cũng nhân nơi nghiệp. Thì thưa đại chúng, là ở đây Đức Phật nói địa ngục hay là sự giải thoát cũng không ngoài cái nghiệp. Cho nên ví dụ như bây giờ mình nói là lại sám hối hết tội, đó là một cái ý niệm, một cái hướng thiện để cho mình có cái tâm hướng về đó, để mình cố gắng mình thực thi. Bây giờ 7 giờ rưỡi mình lại Phật, 8 giờ mình nghe pháp thoại cho tới 9 giờ, thí dụ 1 tiếng rưỡi hay thậm chí 2 tiếng, thì 2 tiếng này gọi là sám hối nghe pháp. Mặc dù không biết sám có hết không, không biết nghe pháp có vô không, nhưng mà rõ ràng 2 tiếng này mình dừng hết tất cả mọi hành vi của nghiệp bất thiện. Ngồi đây nè, tôi chưa biết tôi chứng gì, nhưng mà ít nhất tôi cũng tu được chút là 2 tiếng này tôi ngồi đây. Chứ ở nhà dễ gì, ở nhà là không cách, tôi bảo đảm tôi không ngồi được như vậy đâu. Tại vì tôi đang ngồi vậy cái tôi ngó lên cái tôi thấy ồ chết mồ, quên cái kia. Ơ mà chết mồ, ngài không biết chết mấy chục cái mồ. Nhưng mà mình vô trong này thì đại chúng người ta tu vậy, mình đi theo vậy, cho nên 2 tiếng này nó giúp cho mình. Bây giờ mình nói là sám hối á, gọi là sám hối hết tội á, đó là một cái ý niệm nói để cho chúng ta phát tâm lành. Dù nếu mà mình Đức Phật không hay là chư tổ không nói vậy á, dễ gì chúng ta chịu làm. Đó. Mà bây giờ muốn làm thì phải có nghi thức, và các tổ lại phải cực nhọc soạn cho mình một nghi thức để mình hì hục mình tụng mình lại đó. Trời ơi, tụng xong thời sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm. Tại vì mình quan niệm là nãy giờ tôi lại Phật được, tôi bớt tội rồi.
Nhưng mà nếu mình không lại á, miệng mình có thể nói bậy trong vòng nửa tiếng đó, ý mình có thể nghĩ quấy trong vòng nửa tiếng đó. Cho nên nửa tiếng đó coi vậy cho tác dụng lớn lắm. Giống như quý vị thấy mấy đứa nít đó, mình muốn nó đi sao cái mình dụ nó. Thì Đức Phật nói mình cũng giống như người trong nhà lửa thôi, ham chơi. Rồi cái ông trưởng giả đó muốn kêu mình ra, mình không ra. Thì bây giờ ông phải nói sao? Đi ra đây, có xe dê nè, xe hươu nè, xe trâu nè. Cũng giống như bây giờ mình nói là con đi theo má, đi má lên chùa, nó đi theo mình để làm chi? Để mình được đi. Nó không chịu đi là mình không được đi, mặc dù mình má nó. Nhưng mà mình bị nó lôi, tại vì nó ở nhà là mình phải ở nhà theo nó. Bây giờ mình dụ nó, con lên chùa đi, chùa có game, chùa có ăn ngon, thí dụ vậy. Cho nên là nó đi, mà nó chịu đi mình mới được đi. Nó lạ vậy đó. Quý vị để ý coi, con cháu mình nó chịu đi chùa mình mới được đi chùa, nó không chịu đi là mình phải ở nhà với nó. Thì bây giờ quý vị mới thấy rõ ràng á, là cái phiền não, cái nghiệp á, đôi khi nó nhỏ nhỏ thôi mà nó trì trệ mình dữ lắm. Hôm qua mới giảng cho mấy người Tây á, Pháp Hòa nói thiệt sự ra cái đai mình á, là cái hột sàn á, nó cũng là đá chứ gì đâu. Nhưng mà tại vì nó đá nó sáng sáng hơn cái cục đá bình thường. Rồi mình mài nó 8 góc, 9 góc gì đó, rồi mình gắn vô cái đó, mình đặt cho nó cái tên là hột sàn. Trời ơi, nó có một chút vậy đó, mà nó đeo vô này nó nặng dữ lắm, mà lỡ mất một cái không, trời ơi, nó như một cục gạch nó đè lên mình mấy chục năm vậy đó. Tại sao? Mất một cái rồi là buồn, tiếc, buồn tiếc. Vậy thì cái hột xoàn đó mình đeo trên tay, mà hễ mà nó còn là mình yên lòng nha, mà nó mất một cái rồi là thôi, buồn khổ vô cùng. Cho nên cục đá nhỏ thành ra cục đá gì? Nhỏ mà nó có lượng, nó hay chứ. Nó đè mình mấy chục năm. Có nhiều khi nó, trời ơi, tôi giữ cái hột xoàn này mấy mươi năm rồi đó, mà giờ tôi mất một cái tôi buồn hoài không hết. Thì cái hột nhỏ nhỏ vậy mà nó, cái lượng nó nặng như một tảng đá. Rồi Đức Phật mới nói á, làm sao dục cái tảng đá đó, trong cái bài kinh mà tuần rồi Hòa giảng ở chùa Hải Đức. Thì Đức Phật mới nói muốn làm sao dục cái tảng đá đó thì phải quán bốn thứ, phải tu bốn thứ: tinh tấn, nhẫn nhục, bố thí. Nếu mà lỡ mất rồi phải khởi tâm bố thí, thôi kệ, ai lãnh được cũng tốt. Giống như ông Gandhi rớt một chiếc giày, liền chiếc giày còn lại luôn, để làm chi? Ai lượm được chiếc kia cũng đủ đôi để xài. Bây giờ tôi giữ cái chiếc này, tôi cũng mất chiếc kia rồi, tôi xài gì giờ? Cho nên lỡ rớt cái hộp đó, lột luôn cái nhẫn đưa luôn, để ta có đồ ta gắn. Chứ ta lượm cái hộp ta gắn đâu. Thì Đức Phật mới nói á, thì các cái người đó hỏi Đức Phật á, làm sao mà ngài có đủ cái, ngài dùng cái power gì, cái năng lực gì mà ngài nhấc cục đá nó nặng nó lên được, mà trong cái đó 9 ức người không dời được tảng đá. Đức Phật nói tôi dùng 4 thứ lực: tinh tấn lực, nhẫn nhục lực, bố thí lực, phụ mẫu lực. Lại còn có 4 thứ lực: sanh, già, bệnh, chết. Nếu mình muốn xả được mọi cái phiền não nặng nề trong lòng không? Quán sanh, già, bệnh, chết. Một người mới vừa chuẩn bị nói với vợ là bà thắp nhang đi, tôi đi vô mặc cái áo rồi tôi thắp nhang đón giao thừa. Bà vợ múc chè sôi lên xong rồi á, ổng với lấy cái áo, ổng đứt mạch máu, ổng quỵ, ổng chết. Bà chờ hoài không thấy bà đi ra, ổng đi ra, vô là ổng quỵ chở nhà thương chết rồi. Đấy. Thì bây giờ mình mới thấy là Đức Phật nói nếu mà mình quán được như vậy đó, nó cũng là một cái lực, nó giúp cho mình xả được những cái phiền não, những cái đá mà nó nặng trong lòng mình. Cho nên không có cái lực nào bằng cái lực của quán chiếu. Cho nên cái người mà họ hỏi Đức Phật, ông là tiên thánh cõi nào, Đức Phật chỉ trả lời một câu: tôi là Phật. Vì Phật nghĩa là giác ngộ, là tỉnh thức. Chỉ khi nào mình tỉnh thức thì mình buông được thôi.
Hôm qua có một anh Phật tử lên nói với Pháp Hòa, trong 2 năm nay con đầu tư làm ăn mất 200 ngàn. Vậy Pháp Hòa mới ngồi với anh, Pháp Hòa mới nói: anh, mình biết nhau bao nhiêu năm rồi, hồi mình mới qua đây mình có gì không anh? Tay trắng. Thì thôi giờ sau 2 năm mình trắng tay. Bây giờ thiệt sự ra thưa đại chúng là chúng ta thường nói với nhau đi làm kiếm sống, chứ không ai nói đi làm kiếm tiền để dành chết mang theo. Cho nên cái gì mình để dành cuối cùng cũng chỉ để lại chứ không mang theo. Phải quán như vậy. Thật sự mất mình tiếc lắm, nhưng bây giờ muốn bỏ được cái cục tiếc đó đó, phải không, thì mình phải quán già bệnh chết. Có những người người ta có tiền tỷ tỷ nhưng mà không mua được thuốc tiên. Thì bây giờ mình phải thấy rằng mình còn sống khỏe đây. Pháp Hòa mới nói với anh: anh ơi, hồi mình mới qua đây mình không có đồng nào trong tay, nhưng mà do sự cố gắng mình tạo được chút tiền của sự nghiệp, nhưng mà do thời thế mình làm ăn thua lỗ, thôi kệ, buông xả. Nhưng mà nếu đeo theo nữa mất nữa không? Mất nữa. Thà là buông ngay bây giờ, mình mất nhiêu đó thôi. Cho nên thưa đại chúng, quý vị thấy không, tất cả chúng ta ngồi đây nè, nếu mà mình chỉ có làm mà không có xài thì giờ mình cũng khá lắm. Nhưng mà khổ một cái mình làm chả, mình làm chả giò mà xài chả lụa. Cuốn thì cuốn từng cuốn chả giò mà xài nguyên cây chả lụa không thì làm sao chịu nói. Cho nên bây giờ á, cái đó là một cái cách chúng ta quán. Cho nên hôm rồi do đọc cái bài kinh Đức Phật nhất cái tảng đá đó, Pháp Hòa thích vô cùng, mới đem giảng ở dưới Hải Đức không từng rồi. Cái bài kinh đơn giản là các cái người đó, người ta khiêng cái tảng đá không được, Phật tới, Phật lấy cái chân Phật hất lên. Nghe diễn tả thần thông của Phật khủng hoảng vậy đó. Nhưng mà tới hồi người ta hỏi: ông xài năng lực gì? Phật nói: tôi xài tinh tấn lực, nhẫn nhục lực, bố thí lực, phụ mẫu lực. Thế nào gọi là phụ mẫu lực? Ví dụ như bây giờ mình thấy là cha mẹ sanh mình ra thì không có lý do gì vì bất cứ một cái người yêu nó bỏ mình, mà nó mới thương mình mới có 6 tháng bỏ mình cái mình chết mất tiêu. Mình phải nghĩ tới ân đức của cha mẹ để mình không có làm cái chuyện đó. Và một câu trong kinh nè: cái gì có hình tướng cái đó là giả. Nhờ mình nhớ câu đó đó. Trong kinh Kim Cang nói: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Thì mình dịch ra tiếng Việt là: cái gì có hình tướng cái đó là giả. Thân mình có hình tướng không? Vậy cái này thiệt hay giả? Giả. Dạ. Nói vậy thôi. Thử đụng vô biết tai. Mình nói thôi. Cho nên thử ra mình nói đường mình quán cách, phải không? Nhờ có quán mình mới buông được. Cho nên á, cái gì mà có Pháp Hòa đi khai thị cho các vị mà mất, Pháp Hòa hay nói câu đó lắm. Phải nhớ cái gì có hình tướng cái đó là giả. Mình đã mượn cái giả này sống mấy mươi năm. Giống như có nhiều vị sống bây giờ tới 90 tuổi và 95 tuổi, nói tôi nói thật chứ bây giờ sống đây là gì, phải không? Là bonus. Chứ bây giờ đi là vừa rồi. Phải không? Đi là vừa rồi. Không còn một cái gì luyến tiếc nữa hết. Không có gì luyến tiếc hết. Hôm rồi Pháp Hòa đi mới đây, đi vô thăm một vị ở nhà dưỡng lão ở dưới đường Jasper đây, 103 tuổi. Bà cụ 103 tuổi thì bây giờ mỗi ngày chỉ người ta đút ăn thôi chứ không biết gì hết. Rồi con cái vô hỏi thì vậy thôi chứ không có nhận diện ra hết. Rồi có những bác mình ở đây nè, những bác Phật tử mình ở đây là ngày xưa là một thời oanh liệt á, bây giờ con cái vô không biết bất cứ người nào hết. Pháp Hòa vô thăm, có ông bà cụ hay tới đây ăn dâu ua. Pháp Hòa vô thăm: cháu con nhà ai vậy?
Ủa mà con sao con cạo đầu trọc lóc không con? Ở dưới đường 122 bà vô thăm mới đây. Rồi xong rồi cái tới giờ ăn, cái bà dẫn ra ăn. Thôi thôi bà không dám ra đâu con, không có tiền ta ăn tao quánh chết. Bà nói không sao bác ăn đi con trả. Bây giờ mình ngồi mình dặn gân mình nói tôi thầy. Chứ bà muốn giống như vợ có câu bác kia Pháp Hòa vô thăm không, nó đẹp trai mà sống lấy vợ con. Dạ không lẽ mình cãi nói ôi kiếm không được bác ơi. Vậy mà nó ngộ cái á là các vị nói theo cái bình thường trong tâm mình thôi, vừa dứt cái mà nói muốn là tao giới thiệu. Thiện nam tử 10 con đường lành kia có 3 điều. 1 là ngăn được phiền não, 2 là có thể khởi tâm lành, 3 là tăng trưởng được giới pháp. 10 con đường lành đó là gì? 10 nghiệp lành nãy mình nói đó. Sát sanh trộm cắp, không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không nói đâm thọc, không nói ác khẩu, không nói lời vô ích, giảm tham, giảm sân, giảm si. Đó là 10 nghiệp lành. Thì 10 cái nghiệp lành này nó làm được 3 điều. 1 là ngăn được phiền não. Phiền não là gì? Những cái rắc rối, những cái gì nó đến với mình. Ví dụ bây giờ á, mình không có đâm thọc, mình không có nói tới nói lui, có bao giờ có phiền não không? Không. Đâu có ai kiếm mình chị. Nói chị, bữa hôm chị kể tôi nghe chuyện đó đúng không? Bữa nay tôi gặp nó tôi hỏi nó chối nè. Thôi đừng kêu tôi vô, tôi gán giọt lắm. Mà lúc mình nói mình đâu có gán, rồi còn giống dạc nữa. Ừ chị nói nó đi, không được tôi làm chứng cho. Mà tới hồi nghe tới tên đó mình rùng mình. Chứ mình rước cái phiền não vô người mình, ngăn được phiền não. 2 là có thể khởi tâm lành. Thấy người ta nghèo khổ bố thí, thì khi mình nhìn cái cảnh nghèo đó tâm lành mình nó khởi. Cái thứ 3 là tăng trưởng được giới pháp. Tăng trưởng giới pháp là gì? Tức là cái pháp mà mình tu tập về giới mỗi ngày mỗi tăng trưởng. Như thuốc trừ độc phàm có 3 thứ: thuốc A Già Đà, thần chú chân thật. A Già Đà là thuốc gì biết không? Thuốc A Già Đà là những loại thuốc làm bằng cỏ cây, nói theo bây giờ là herbals. Cho nên ở trong luật tỳ kheo đó, khi mình đi thọ tỳ kheo giới đó, có 4 thứ mình phải thọ. Sau khi mình thọ 250 giới hay là 348 giới thì có 4 thứ phải thọ. 1 là chọn đời này nếu mình nương vào am tranh chùa viện mình ở, chứ không có ở cốc, không có ở riêng một mình. Đi tu rồi là phải nương vào chùa viện. Thứ nhất. Thứ hai là nương vào cái y để giữ tâm tu của mình. Nương vào bình bát để nuôi thân. Và khi bệnh nương vào thuốc A Già Đà, nghĩa là nương vào cái thuốc chế bằng cỏ cây. Giống như bây giờ đó, ví dụ như ở nhà mình không có đi đâu gấp, mình bệnh cái cảm cái mình uống gừng, uống chanh với mật đó, những hình thức mình uống vậy đó là thuốc A Già Đà đó. Không? Còn không thì qua Ấn Độ lấy phân bò rồi không làm thuốc. Thì thuốc á, thuốc trừ độc có 3 thứ. Thật ra nhiều khi mình uống thuốc tây á, nó hết cái này nhưng mà nó sanh cái bệnh khác. Ví dụ như là mình uống thuốc nhức, uống nhiều thuốc nhức quá thì nó hại bao tử, nó hại xương, thấy không? Thành thử ra thuốc á, nhiều khi uống mà không trừ được độc, nhưng mà mình uống thuốc cỏ cây á thì nó không có tác hại. Cho nên trong này Phật mới nói giống như vậy đó, giống như thuốc trừ được 3 thứ độc. Như thuốc trừ độc, thuốc để mà trừ độc gồm có 3 thứ. Uống thuốc cỏ cây là bảo đảm. Cho nên thuốc Tàu kêu là thuốc Bắc, thuốc của Việt Nam mình là thuốc Nam. Thuốc Nam á, nhiều loại rau cải, rau
Ví dụ như Việt Nam mình nó có cái tịnh độ cư sĩ đó, là người ta phơi thuốc nam á, để người ta những cái phòng phát thuốc nam đó ở Việt Nam mình nhiều lắm. Thì phát thuốc nam đó là thuốc của người Việt Nam, còn thuốc bắc là thuốc của Trung Hoa, những cái phương thuốc bắc. Ví dụ mình ấy đi ra chợ, đi ra tiệm tàu hốt thang thuốc bắc, đó là thuốc của tàu. Còn mình nói là đi tới tuệ tỉnh đường mà hốt thang thuốc nam, đó là thuốc của người Việt Nam. Trong đó có những cái cỏ cây của người Việt Nam, các thầy thuốc Việt Nam. Tại vì mỗi đất nước nó có cỏ cây nó mọc, và mình có thể nghiên cứu để trị bệnh. Ví dụ như cây lá tía tô của mình nè, lá tía tô nè, giáp cá nè, đó mấy cái đó là trị được bệnh hết á. Hả? Bệnh gì hả? Bệnh ăn cá nó dấp. Thí dụ như là mình dùng rau dấp cá đó, nó có thể quân bình lại đường, đường ở trong máu. Hay là đặc biệt nữa là bệnh trĩ, trĩ ngoại á. Tại vì những người mà người ta bị, người ta có thể đâm cái đó, ta đắp, nó rút cái nhức, cái đau. Hay là người ta bị đứt á, người ta có một cái phương thuốc dân tộc của người ta đó, là con nít mà nó bị sốt á, người ta lấy củ hành trắng á, người ta sắc nhỏ ra, rồi người ta trộn với một tí nước ấm ấm, ta đắp với cái bắp đùi nó, bắp cái bắp chân nó đó, cho nó rút cái sốt ra, cái nóng sốt của con nít. Ví dụ vậy. Cho nên quốc gia nào người ta cũng đều có những cái món thuốc của quốc gia đó hết, và trị bệnh rất là hay. Việt Nam mình là có ví dụ bệnh ung thư gì, người ta uống lá đu đủ nè. Đó. Hay là người ta, thí dụ bây giờ mình cái người mà người ta bệnh ăn không tiêu đó, nó cứ ở hơi lên đó, người ta có thể lấy sả người ta nấu, mua củ sả về rồi cắt khúc về đập ra, rồi bỏ vô nồi nước nấu, nấu cho nó ra nước sả vậy, cái uống suốt ngày thay nước lạnh vậy đó, thời gian sau là trị được cái bệnh. Rồi hoặc là bây giờ mình uống thuốc nghệ, thí dụ vậy đó, thuốc nghệ là trị được rất nhiều bệnh, mà trong đó đặc biệt là làm cho da đẹp. Tại nói cái đó cái tao uống liền à. Tàn nhang rồi ha. Thì trong này nói như thuốc trừ độc phàm có ba thứ, thuốc A già đà. Còn nếu mà không nữa thì mình tin vào những cái bài kinh, mình trì kinh trì chú, niệm Phật, thí dụ vậy. Còn không nữa gì, cái một cái thứ thuốc mà trị được tất cả các bệnh là chân thật. Thuốc chân thật là thuốc gì? Sống thật. Tại vì sao? Chân thật thì bất gì? Chân thật bất hư. Chân thật thì bất hư. Bất hư là không có phải hư dối, không phải giả dối. Cho nên ba thứ thuốc trừ độc: A già đà, thần chú và chân thật. Thì có nhiều, bây giờ Pháp Hòa nói thưa đại chúng là mình bệnh á, mình phối hợp. Bác sĩ dẫn, mình dẫn đi bác sĩ cho lấy thuốc uống. Nhưng khi mình lấy thuốc về đó, đừng uống không, thêm vị vô nữa. Thứ nhất là gì? Niệm Phật vô đó, trì chú vô đó. Thay vì mình cầm thuốc không, thì mình cầm thuốc lên mình niệm Phật trong đó. Có một bác ở đây nè, bác bị cái bướu cổ, bác thở không được, và bác nói chuyện rất là khó. Thì thấy bác tội quá, mà bây giờ đang chờ bác sĩ, Pháp Hòa mới nói thôi giờ bác tin Phật đi, bác về bác trì chú dược sư vô trong cái ly nước đó, rồi mỗi ngày bác nguyện Phật, uống nước, rồi lấy cái nước đó thoa cái chỗ đau. Bữa nay bác lên bác nói bác đỡ nhiều lắm, giờ thở dễ chút. Thật ra đó, cái đó là gì? Khi mình đem cái tâm của mình chuyên chú vào đó, quên bệnh, thì cái tâm của mình nó chữa được cái thân bệnh. Cho nên cái ý chí của mình đó, nó có thể giúp cho mình vượt tất cả mọi cái nghiệp. Ví dụ bây giờ quý vị thấy không, ở nhà mà nãy giờ là quý vị nằm 8 giấc rồi,
Nhưng mà vô đây mặc dù có ẹo nhiều kiểu nhưng mà vẫn còn ngồi. Mặc dù mình ẹo nhiều kiểu nhưng mà vẫn còn ngồi, chứ nãy giờ là mình thiền nằm rồi đó. Đúng không? Thành thử ra đó, cái ý chí mình chuyển được cái nghiệp. Cái nghiệp là hãy đau một chút là mình tùy thuận đó. Nhưng mà vô đây thì mình cố gắng mình vượt được. Thôi mình sẽ dừng ở đây rồi, kỳ sau mình học tiếp. Thật sự ra con người chúng ta là mỗi ngày, Pháp Hòa ví dụ như nhà nào cũng có, ai ở đây cũng có cái nhà, người nào ở đây cũng có chút ít tiền của trong 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 băng trong nhà mình, ví dụ vậy đó. Nhưng mà nếu mình tâm mình không tịnh thì cái nhà, cái đất mình đang ở nó náo loạn, ngày nào cũng có chuyện để gây. Mà nhiều khi hai vợ chồng sáp lại có chuyện gì đâu, chuyện thiên hạ cũng gây. Mà tại sao? Tại vì mình đã thành một cái tập nghiệp sống là nóng tính. Mà nóng tính thường ngày rồi nó thành một cái nghiệp, một cái thói quen. Chuyện lớn, chuyện nhỏ gì cũng có thể phát quạo được. Mà khi phát quạo rồi thì sẽ nói những lời quạo quọ. Mà cái người kia nhịn, nhịn để làm chi? Để giữ cái đất đó cho nó yên. Nhưng mà nếu mình không có trợ duyên cho người đó, mà mình cứ chọc cho cái cơn giận người đó hoài, thì lâu ngày người đó bữa nào cũng bùng phát trở lại. Cho nên thưa đại chúng, mình thờ ông thần tài, ông thổ địa đó, không phải là thờ cái ông đó để ông phù hộ cho mình trúng số. Không phải thờ cái ông đó ông phù hộ cho mình có tiền. Tại vì mình thờ ổng mà mình trúng số, mình có tiền thì cái ông mà làm ra cái tượng nó phải trúng số trước. Cái ông mà cái hãng mà nó làm ra cái tượng đó, nó cũng bán từng cái tượng để cho mình thỉnh về mình thờ. Họ sống nhờ mình, họ sống nhờ mình đi bán mấy cái tượng đó. Mình chỉ đem về mình thờ thôi mà trúng số có tiền, làm sao đúng. Vậy thì thờ thần tài thổ địa, đó là quan niệm của người Trung Hoa. Nhưng đạo Phật lấy cái ánh sáng của đạo Phật soi vào cái ý nghĩa cúng đó, thờ đó. Thổ địa là ai? Thổ địa là tâm mình. Thần tài là ai? Chính là mình. Mình có tiền không? Có. Biết xài tiền là thần tài, không biết xài tiền thì không phải là thần tài. Như vậy thì thường thường người ta nói là thổ sanh kim. Ở trong lòng đất có cái gì? Có vàng. Cho nên hai cái nó phải thờ chung với nhau. Thổ địa là ông đất. Thế ông thần tài là vàng của. Mà trong lòng đất có tiền của, trong tâm mình có tiền của. Cho nên tiền của là do mình tạo và cũng do mình giữ. Mình không biết giữ thì tiền nó bay, đất nó cũng bán được. Còn mình biết giữ thì thổ sanh kim, trong lòng đất này sanh tiền của. Người có tiền của biết giữ, quý vị đọc lịch sử mấy cái ông mà tỷ phú coi, ít có ông nào mà thừa hưởng gia tài của cha mẹ lắm. Phần lớn là mấy ông đó là từ những người nghèo khổ, có hai đồng bạc làm vốn mà, vậy mà sau này thành tỷ phú. Có những ông phải đi lượm ve chai, vậy thì ông đó là ai? Là thần tài đó. Thấy không? Ông là thần tài chứ ông biết giữ tiền, ông là thành tỷ phú. Còn mình thờ thần tài mà không biết giữ tiền, thờ 10 ông 10 gốc tiền cũng bay như thường. Hỏi thờ ở đâu? Thờ ngay cửa để ông ngó chừng được cho mình. Mình thờ mà mình không có biết ý nghĩa. Cho người đời là người ta quan niệm rất đơn giản là thờ để có tiền của. Nhưng với cái nhìn của đạo Phật, anh thờ cái gì cũng vậy hết. Anh không có được cái sự nhìn nhận tu tập ở trong cái thờ đó thì cái thờ đó nó không mang lại cho mình được cái sự học hỏi. Làm là để học hỏi. Cho nên trong này có một câu hỏi đó. Thầy, nếu thầy nghĩ là không cần thiết thờ thần tài thổ địa thì nên dẹp bàn thờ thổ địa không? Nếu mình chưa thờ thì khỏi thờ. Còn nếu mình đã thờ rồi thì thôi giữ đi. Nhưng bây giờ mình hiểu được ý nghĩa của sự việc thờ thần tài thổ địa rồi thì cái việc thờ đó nó không có gì trở ngại hết. Ở đây chúng ta không phải thích thì bày ra, không thích thì dẹp. Mình không làm vậy. Mình có chánh kiến, nếu mình mua cái nhà mới mình bắt đầu lập bàn thờ thì thôi ngay từ đầu khỏi thờ, tại mình hiểu rồi, không cần thiết. Còn nếu mình đã lỡ thờ rồi thì cứ giữ đó thờ. Nhưng hiểu được ý nghĩa của thờ thần tài thổ địa, cho nên mua vé số cứ cất bình thường, không cần nhét dưới cái tượng của ổng.
trời ơi, ai đi mua Six 49 về ông xếp để với ông thằng Tài á, để ông thổ địa rồi dở lưu hương ông cất ở dưới nữa mà vẫn trật như thường, bị ổng có mở ra coi đâu mà ổng cho trúng. Ổng mà mở ra mà coi được là mình chạy rồi, không ở dám nhờ ở nhà ở đâu. Mình đâu có nói ông thần tài ông linh, mình nói nhà có ma. Có một câu hỏi kỳ rồi, kỳ trước có bà cũng giải thích đó. Mình thờ Quan Âm cũng vậy. Rồi có một vị hỏi bây giờ con đang thờ tượng ngồi nè, rồi ông thầy kia ông tới ông nói đừng thờ tượng ngồi, phải thờ tượng đứng, vậy con có nên đổi không? Rồi bây giờ mình đổi cái tượng đứng vô đó, rồi mai mốt ông thầy khác ông tới, tại sao thờ tượng đứng nên đổi tượng ngồi? Cái mình bưng bà đứng xuống mình để bà ngồi. Nên tâm mình không yên thì Phật trời cũng không yên theo mình à. Cho nên là thưa không cần thiết cái chuyện đó. Có một Phật tử đi chùa ngồi đau chân, lên trên ghế ngồi dựa lưng. Có một sư cô đi ngang nói dựa lưng là tội. Sư cô nào cũng rảnh ghê à. Không nghe ông Phật nào cũng nói vụ này hết, rồi nghe sư cô không à. Thưa đại chúng á, cái hiểu như vậy nè cũng là một loại hiểu tà kiến đó. Mắc cái gì có tường mà không dựa, mà người ta đau lưng chứ. Thành ra một cái câu nói là tội, mình nói một cách nói mà không có một cái lý lẽ gì hết, rồi hóa ra biến đạo Phật thành một cái đạo mà chuyên môn đi bắt tội. Cái gì cũng tội hết á. Đâu phải vậy. Đạo Phật là đạo tỉnh giác, nói cái gì nó phải có lý lẽ, make sense. Còn mình nói cái chuyện nó không có lý lẽ gì hết mà cũng tin thì như vậy đó. Tất cả những dạng tin như vậy nó gom vô một cái nhóm gọi là tà kiến hết. Tà kiến là gì? Nghĩa là những cái thấy biết sai lệch. Ví dụ như không ăn đồ cúng là một tà kiến. Hỏi tại sao không ăn đồ cúng? Nó ăn đồ cúng ngu. Trời ơi, đưa thử chén yến rồi dám đổ không? Thật ra cứ ăn bình thường, không có gì mà ngu hết trơn trong đó. Rồi hỏi là mình nói là tại vì tôi thọ tới giới Bồ Tát là tôi tu cao rồi, tôi ăn cái đồ cúng đó đó là mấy cái dông mắc tội. Dông nào không tội mà thấy mình tội nè, mình không ăn mình đem đổ. Thành thử ra có một lần mấy Phật tử nói cái này cúng rồi thầy có ăn không? Cái Pháp Hòa mới nói bình thường quý vị đưa, quý vị cũng nói dạ con cúng thầy mà. Khổ, đem đôi vớ lên cũng cúng thầy, đem cái ly lên cũng cúng thầy. Thì bây giờ có thức ăn thì cứ cúng thầy, cúng là thầy ăn, không có sợ gì hết. Bạn con nói với con là không được rửa chén sau khi ăn cơm chiều vì sợ động. Giờ đó là giờ ngạ quỷ gì đó, giống như kiểu quý thầy. Thật xưa đại chúng á, đây là ngày xưa ở trong chùa đó, không có cho rửa chén buổi chiều. Nhưng mà nói như vậy á, không phải, đó là một cái ý nghĩa để nhắc nhở tất cả người tu, mình làm cái gì cũng làm trong chánh niệm. Ví dụ mình rửa chén thì mình phải sắp xếp chén dĩa cho nó ngay ngắn. Ví dụ mình đũa muỗng vô một cái rổ, tô chén mình sắp thứ lớp chứ không có đổ vô xinh một cách tạp, cao thấp nhỏ lớn nó một ngổn ngang như một cái núi cũng không rửa được. Mà khi mình rút cái này ra thì cái kia nó rớt xuống, nó bể, nó ồn, nó mất đi cái sự yên tĩnh, và đồng thời nó nói lên được cái bê bối của mình không có biết sắp xếp khi mình dọn rửa. Cho nên các vị mới đề ra cái nghĩa là đừng có làm ồn, làm động á, ngạ quỷ á, những cái loài quỷ đói đó
Họ nghe cái tiếng ồn, họ tưởng đâu là có thức ăn, họ ngóc cổ họ dậy thì họ bị đứt cổ, họ chết. Mình mang tội. Vì vậy cho nên ở trong chùa buổi chiều á, làm cái gì cũng từ tốn. Mà nói như vậy là buổi sáng xả vàng sao? Lúc nào cũng giống nhau thôi. Trưa chiều gì, làm việc gì cũng làm trong cái từ tốn ngăn nắp. Cái tô bay lớn như nè, mà để nguyên cái mâm lên thì làm sao mà nó vững được? Hoặc là một cái tô nó đang trên bên này, mình bưng nguyên một cái mâm mà chén dĩa mình để lên thì nó không vững, nó nhào xuống, nó đổ, nó bể, nó ồn ào mà nó bể. Thành ra tất cả mọi cái việc làm chúng ta phải có cái sự quan tâm, để ý, để cho sự việc nó được tốt. Thế thôi. Kính bạch thầy, hoan hỷ giải thích cho chúng con hiểu thêm về tương quan về nghiệp báo giữa đạo Phật và một vài đạo giáo khác. Đức Phật dạy trên đời thiện nghiệp, nghiệp báo sẽ theo người đó. Như vậy nghiệp lực này có áp dụng ảnh hưởng gì đối những người không phải đạo Phật không? Quý vị hiểu câu hỏi không? Ví dụ bây giờ mình đạo Phật, mình nghe nói chữ nghiệp, rồi nghiệp báo, nhân quả. Rồi bây giờ những người ta không theo đạo Phật, người ta không có tin vô đạo Phật, người ta có bị người ảnh hưởng gì không? Câu hỏi là vậy đó. Thưa đại chúng, nhân quả không phải do Đức Phật chế, nghiệp báo cũng không phải do Đức Phật chế. Đức Phật không có chế cái gì hết á. Nhân quả là một sự thật ở trong cõi đời này. Nhưng bởi vì chúng ta sống mà chúng ta không thấy được cái đạo lý của nhân quả, thì Đức Phật là người chỉ rõ, nói rành để cho chúng ta thấy được cái đó. Nếu chúng ta sợ cái sai, cái quả xấu thì chúng ta sửa nó đi, mà không luận là Phật hay không Phật. Bây giờ ví dụ, bây giờ cái anh đó đó, không cần biết ảnh đạo gì, ảnh đi ra đường ảnh đánh người ta, ảnh có mắc, ảnh có bị người ta bắt không? Ảnh đi ăn cắp ăn trộm người ta, có bị người ta bắt không? Anh giết người có phải ảnh có bị ở tù không? Bây giờ ví dụ một cái người đó họ đạo Phật, họ đạo Phật dữ lắm, họ tu dữ lắm, do một cơn nóng giận họ cầm dao họ giết người, thì cũng không có thể nói anh này đạo Phật miễn nhân quả. Không cần biết anh đạo gì, anh sống ở đời mà anh làm việc xấu, anh phải trả cái quả xấu. Anh làm việc thiện, anh sẽ được hưởng cái điều thiện. Nhân quả là luật chung, chứ không phải cho một tín đồ nào cả. Cho nên bây giờ cái người đó họ đạo gì cũng biết, họ là không tin Phật, không biết gì, nhưng mà họ sống bằng cái nhân thiện thì cái quả thiện họ hưởng. Cho nên nhân quả, nhân là gì? Nhân là những cái gì chúng ta làm, còn quả là những cái gì chúng ta hưởng, chúng ta nhận. Và giữa nhân quả là nó có cái gì? Có cái duyên. Duyên là gì? Là những điều kiện giúp cho cái nhân quả này, cái nhân này nó sinh tốt. Ví dụ như mình tức một cái người nào đó, mình tới mình nói cho người khác nghe, cái người đó họ tạo duyên thêm nè. Thấy chưa? Giờ bà sáng mắt chưa? Tôi nói rồi bà không tin, con nhỏ này xài không vô. Thì cái người đó họ tăng cái cơn giận họ lên. Tại sao? Vì mình tăng cái duyên. Cái duyên là điều kiện mình làm cho cái cơn giận của người đó tăng trưởng. Cho nên người đó tức cái người kia thêm nữa, thì cái quả là có thể người đó đi hành hung cái người kia. Nhưng mà nếu người đó vừa khởi cái tâm nóng giận, mình tới mình nói thôi thôi chị ơi, nó còn nít, nó còn trẻ, mình đừng có giận nó làm chi. Ví dụ mình nói những cái gì đó để làm cho cái cơn giận người đó xuống, thì người đó vừa khởi cái nhân nóng giận. Mà cái duyên của chúng ta đi tới là cái duyên thiện,
thì làm cho cái nhân nóng giận đó không tăng trưởng. Vậy thì cái quả là cái kết quả, là cái kết cuộc của cái nhân. Nhưng mà giữa cái nhân và cái quả nó có cái duyên ở đó. Duyên là những điều kiện mà mình làm cái gì đó để giúp cho cái quả này nó tăng. Ví dụ mình trồng một cái hạt giống xuống đất, nó làm sao tự nó mọc, nó có trái được, mặc dù mình đã gieo xuống đất. Bây giờ mình phải tạo duyên nè, thêm nước, rồi bưng nó ra chỗ nắng, ánh sáng, vân vân, để cho nó đủ duyên, nó thành một cái cây tốt. Đấy, cái hoa này là quả nè. Trước khi nó thành hoa nó là cái gì? Nó là nhân. Vậy thì trên đời này á, không có cái gì mà ngoài nhân quả. Thì bây giờ anh có tin hay không tin, đó là chuyện của anh. Nhưng anh không sống ngoài nhân quả. Vậy thì nghiệp là gì? Nghiệp là những hành động chúng ta làm thành thói quen, gọi là nghiệp. Ví dụ có nhiều người á, nói chuyện thành một cái thói quen là chửi thề. Thì cái chửi thề là nghiệp, nhưng mà nghiệp xấu. Rồi cũng cái người đó họ nói chuyện mà mở miệng ra cái mồ Phật. Mồ Phật, để tôi nói này cho nghe nha. À, mô Phật, hôm qua anh đó anh đi, thì cái chữ mô Phật cũng là nghiệp, nhưng mà nghiệp tốt. Như vậy thì nghiệp là những hành động, những việc làm, những lời nói, nói chung là những cái gì chúng ta làm thường xuyên thành một thói quen, gọi là nghiệp. Nhưng mà nếu chúng ta không chánh niệm thì có thể tạo nghiệp xấu, còn chúng ta đủ chánh niệm thì tạo nghiệp tốt. Bây giờ người đó không phải Phật, không Phật gì, họ vẫn chi phối bởi nghiệp. Hằng ngày mình sống thành thói quen. Thí dụ bây giờ á, cái người đó làm bác sĩ, người kia cũng làm bác sĩ, hai người này gặp nhau gọi là đồng gì? Đồng nghiệp. Mà bây giờ chỉ cần á, bây giờ Pháp Hòa ví dụ, bây giờ bác sĩ là đi đâu là phải có cái ống nghe khám bệnh, rồi trong giỏ phải có một vài dụng cụ bác sĩ đi. Rồi một hôm đó đó ổng đi trên xe, rồi ổng làm mất nguyên cái vỏ hành nghề của ông. Nhưng mà cái nghiệp bác sĩ ông mất không? Không. Cái nghiệp bác sĩ đâu có mất. Ổng đi đâu thì cái nghiệp vẫn đi với ổng. Cái nghề của ổng mà. Thành thử ra bất quá những cái ống nghe, những cái dụng cụ y tế là trợ duyên để ổng hành nghề, hành nghiệp của ổng cho nó dễ dàng. Nhưng mà lỡ không có cái đó, ổng vẫn hành nghề được. Hay là nói cách khác là nghiệp ổng không mất. Bây giờ không có cái ống nghe, ổng có thể bắt mạch, ổng có thể nghe hơi thở người đó, ổng có cách nào đó để ổng trị bệnh cho người ta. Vì cái nghiệp của ông, cái nghề của ông không mất. Tất cả chúng ta sống ở cõi đời này, ai cũng đang mang trong mình một cái nghiệp. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta đang mang nghiệp tốt hay nghiệp xấu thôi. Và nếu chúng ta biết rằng chúng ta đang mang nghiệp xấu, bởi vì vậy chúng ta tu để làm gì? Để chuyển cái nghiệp xấu đó. Tu là mình chuyển cái nghiệp xấu, chứ có gì đâu. Nói cách khác là tu là thay đổi những cái thói quen xấu của mình. Tôi thói quen tối nào đi ngủ cũng uống lon bia, đâu có tốt. Chuyển cái nghiệp đó đi. Bây giờ thay vì uống lon bia đi ngủ á, tối nào đi ngủ cũng uống một ly nước ấm. Tại vì máu huyết nó lưu thông, ít có bị stroke, bị tai biến. Cho tối mà đi ngủ uống một ly nước ấm, sáng ngủ dậy uống một ly nước ấm. Tại vì sau một đêm mình ngủ, cái dạ dày mình uống nước lạnh vô, nó lạnh cái dạ dày, không tốt. Sáng ngủ dậy uống một ly nước ấm cho nó ấm tì, ấm dạ dày. Mình tập riết cái thành cái thói quen. Có nhiều người nói tôi uống nước lạnh không được. Không có nước nào tốt bằng nước lạnh. Nước lạnh là rẻ tiền nhất, nhưng mà tốt nhất. Còn Coca Cola, uống Coca lâu ngày là bệnh thành Cola. Kêu Coca Cola nước nào cũng không tốt. Cho nên á,
cái gì mình thành, mình đã quen cái đó rồi. Thí dụ mà ăn cơm xong rồi hút thuốc là một cái nghiệp, nhưng mà nghiệp này xấu. Nghiệp này là làm cho phổi mình bệnh. Bây giờ phải tập làm sao đó, ăn rồi đừng hút thuốc. Tại vì một điếu thuốc sau bữa ăn bằng 10 điếu thuốc bình thường. Vì khi mình ăn á, là tất cả bộ phận trong cơ thể mình nó đang tiếp thức ăn, mà nó đưa thức ăn, nó nuôi dưỡng từng bộ phận trong cơ thể. Một khối thuốc hít vô là nó tán ra trong tất cả mấy bộ phận kia luôn. Còn bình thường không ăn uống gì hết, mình hút thuốc thì nó chỉ hại phổi thôi. Nhưng mà trong khi mình ăn sau bữa ăn rồi thì thức ăn vô trong người rồi là tất cả bộ phận trong cơ thể nó tiếp xúc thức ăn, nó nuôi, nó lấy từng phần đó về nó nuôi. Mà mình hít một khối thuốc vô là nó tán ra trong tất cả bộ phận khác. Hút thuốc là một thói quen, mà đó là nghiệp, nhưng mà nghiệp xấu. Vậy thì nghiệp báo, nhân quả không ai do đặt, Phật không có đặt cái chuyện này. Bây giờ mình có tin, Phật nói mình cũng vẫn sống trong nhân quả. Anh không tin, anh cũng sống trong nhân quả. Nhưng nếu anh tin có nhân quả thì anh sẽ cố gắng tạo nhân tốt để hưởng cái quả tốt. Còn anh không tin, anh cứ làm quả xấu đi, thì trước sau gì, cái nhân xấu đi, thì trước sau cái quả xấu anh phải hưởng. Bây giờ anh có tin Phật mà anh không tin nhân quả, anh vẫn làm điều xấu, dù anh có lại Phật, anh cúng Phật, anh tạo tượng Phật, anh vẫn phải trả nhân quả đó như thường. Chứ không phải anh cúng tượng Phật, anh làm cái gì cho Phật rồi Phật cứu vớt mình, không phải. Chúng ta sống ở đời có những cái nó đang sờ sờ mà chúng ta không thấy. Phật chỉ là cái người thấy cái đó, chỉ cho mình, thế thôi. Ví dụ như trong hư không này có bụi, nhưng mà giờ mình thấy không? Không. Nếu có ánh nắng soi vô, mình sẽ thấy bụi. Ánh nắng chính là chánh niệm, chính là trí tuệ. Bụi tức là những phiền não, những khổ đau. Nếu có trí tuệ, có ánh sáng thì nó thấy được cái bụi đó. Còn chúng ta không thấy thì chúng ta cứ sống trong bụi. Vậy thì qua cái câu hỏi này, không luận người đó tin Phật không tin Phật, mọi người đều sống bằng cái nghiệp của mình, và mọi người đều chi phối bởi nhân quả nghiệp. Do nghiệp, nhân quả nghiệp nó liên kết với nhau. Và có thể nói là nhân duyên nghiệp quả. Cái nhân nó duyên với nhau, lâu ngày nó thành cái thói quen, nó thành cái nghiệp. Cho nên thí dụ một người nào mà thường giận, thường giận cũng là một loại nghiệp. Nghiệp hay giận, đúng không? Cho nên cái chữ quả báo đó, nó không có hẳn là xấu đâu, đừng có sợ nó. Nhưng mà tại vì xưa nay thấy ai mắc cái gì xấu cái mình nói mắc quả báo, nói riết cái thành cái quen, mình hiểu chữ quả báo có một chiều à. Nhưng mà thật sự chữ quả báo nghĩa là những kết quả mà nó đến với mình thì quả báo này có thể là tốt. Ví dụ như bây giờ á, Pháp Hòa đi tu 30 năm rồi, thì sau 30 năm tu thì ít nhất cũng phải thuộc một vài bài kinh, biết được chút Phật Pháp. Thì bây giờ mình nhìn vô cái ông thầy, mình nói ô, ông thầy này giờ ông có quả báo. Nghĩa là trong sau 30 năm tu tập, ông được cái quả báo là thuộc kinh. Ví dụ vậy, bây giờ đại chúng tối nào cũng tụng kinh đi, tối nào cũng tụng kinh, thành gì? Thành cái nghiệp, nghiệp tốt. Rồi cuối cùng quả báo của cái nghiệp tụng kinh là gì? Hiểu được lời kinh, nhớ được lời kinh, và thậm chí chuyển hóa được những buồn khổ trong mình. Thì cái quả báo của mình là hiện tại là gì? Là chuyển hóa được khổ đau nhờ mình tụng kinh. Tụng để mình hiểu lời Phật, nhớ và hiểu và tu tập, cho nên giờ được cái quả báo tốt. Cho nên quả báo không phải xấu, quả báo không phải chỉ có một chiều là xấu. Nhưng mà tại lâu nay người ta cứ nói cái gì nó thuộc về tiêu cực, làm tôi xài chữ quả báo, cái mình hiểu lầm, mình hiểu cái chữ đó có một chiều. Giống như chữ nhân quả vậy đó. Ví dụ mình thấy cái bà đó, bây giờ con bà đánh bà, cái mình nói sao? Quả báo đó, nhân quả đó, tại hồi bằng trẻ đó bà đánh má bà. Cái nghe riết cái mình hiểu là quả báo có một chiều hay nhân quả có một chiều, chứ thật sự ra
mình tạo cái nhân tốt thì được cái quả tốt chứ có gì đâu. Nó đâu phải là chỉ có cái xấu không. À, thì qua cái câu hỏi này thì Pháp Hòa mong đại chúng chúng ta hiểu thêm một chút về nghiệp, về nhân quả hay là về quả báo. Nhân, duyên, nghiệp, quả báo, bốn cái này nó đi với nhau, nó có liên đới với nhau. Và không luận là chúng ta là người Phật không Phật gì, chúng ta đều phải bị chi phối và sống với nó hết. Mình là cái người tạo nghiệp, rồi mình sẽ thừa hưởng cái nghiệp của mình. Xin chúc đại chúng được an lạc. Và tuần sau ngày thứ bảy chúng ta sẽ bắt đầu tụng kinh ở đây từ 9 giờ sáng cho tới 9 giờ tối. Nếu quý vị nào có thời gian ngày 29 tây thứ bảy tuần sau, mời đại chúng về chùa tụng kinh A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.